Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Android tại trung tâm đào tạo sinh học Pha Phạm. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một ứng dụng random hình ảnh. Mình ở đây mình muốn là mỗi lần người dùng người ta run app lên, mình sẽ gán một cái background. Ví dụ lần đầu background là số 1, lần sau mình sẽ đổi một cái background số 3, số 5, số 7. Mỗi lần người ta run lên thì mình tạo cái background, một cái hình nền khác nhau, là cảm giác cho cái app mình nó sinh động, nó mới hơn ha. Thì đầu tiên các bạn cũng chuẩn bị cho mình một số tấm hình ha. Ở đây có mình có một số tấm hình về background. Rồi tiếp theo thì bạn tạo đồ sắc mới. Như mình đặt cho nó là hình nền. Random KPT. Rồi mình sẽ copy những hình này vào ha. Vẫn để trong resort rồi thư mục problem. Ở đây mình sẽ có 4 tấm hình. 4 năm. Này do là mình chỉ tạo hình nền ngẫu nhiên thôi, về sử dụng cái phần layout à. Rồi layout constraint thì mình cũng đổi ha, nhưng mà sử dụng lại đi. Bây giờ mình đặt cái gọi là layout Yuka, mình đã làm max parent chiều ngang cũng là max parent. Rồi và do mình tác động tới cái hình nền thì mình đặt ID cho cái linear layout như là my linear layout. À, nó yêu cầu hay nó báo như vậy là cần thêm một cái hướng, nó không biết hướng mặc định là hướng gì, thì mình thêm cái hướng cho nó là orientation để là vertical ha. Vertical. Khi nào thấy nó không có nhắc lại cho mình đó thì mình nhớ thuộc tính đó để mình gõ cho nó chính xác luôn nha. Đôi khi nó sẽ không nhắc cho mình. Rồi, nó chỉ cần như vậy. Thì muốn mỗi lần run lên nó khác thôi. Rồi quay về Java. Thì gán hình nền mà thì mình sẽ ánh xạ cho nó, khai báo ánh xạ. Linear layout. Rồi. Đặt nó lại là linear luôn ha. Lên như layout. Rồi vẫn file view by đi. My linear layout. Rồi ok. Vậy bây giờ làm sao để muốn là mỗi lần run lên mình ném cái hình. Mình đang có 4 tấm nè, 4 tấm ở đây. Bây giờ để nó random mỗi lần một tấm hình thì mình sẽ có gì đó để mình chứa những tấm hình của mình. Ở như mình có một danh sách. Hôm trước mình làm random số dù từ 1 tới 10, ta random từ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 thì nằm trong cái dãy số đó. Vì hình ảnh cũng vậy, mình cũng cho cái gì đó để chứa nguyên một tập hợp những cái hình của mình. Bây giờ tập hợp cái gì đó cùng kiểu liệu hôm trước mình đã học rồi, phần Java. Rồi, mình sẽ tạo một cái mảng nha, gọi array list. Và kiểu này kiểu gì nè. Trong bài image field nó là kiểu của cái hình kêu để trong robot rồi. Khi mình để vào gọi hình thì nó trả ra kiểu in. Nhớ ha. Đó để hình khai báo là kiểu integer. Rồi, array image. Thì mình khai báo xong. Và mảng thì nhớ phải tạo ha. New array list. Và bây giờ mình add vào. Phần tử nếu không có, không có gì hết mình phải khởi tạo xong mà add ha. Array image.s. Hình ảnh thì mình add vào giống như khi bằng gán gọi result r robot background remote. Rồi tương tự, ở đây có 4 cái. Nếu bạn để nó nhiều hơn số 4 vẫn được ha. Càng nhiều thì tỷ lệ random của nó trùng thì nó ít hơn. Lý cái đó. Rồi, trouble 2. Còn nếu ít quá thì tỷ lệ nó trùng lại nó sẽ còn nhiều. Nên để 5 hoặc 10 tấm hình gì đó. S, R, trouble số 3. Rồi, một cái cuối. Bốn.
Rồi sau khi mảng có bốn phần tử thì giờ mình sẽ tạo cái gì đó ngẫu nhiên bằng một trong bốn hình này, và trong mảng mà đã chưa mảng rồi thì chẳng qua là mình tạo những cái phần tử của cái mảng vị trí, cái thứ không nè, một nè, hai nè, ba, thì mình random kích thước của cái mảng. Ví dụ kích thước mảng là 4, mình sẽ lên từ 0 cho tới 3 theo index đó ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái hàm random bằng new random, rồi còn con số kiểu nguyên ha. Ví dụ mình random cho nó vị trí nè bằng random.snack in, và mình trả ra kích thước của cái mảng mình đưa vào đây. Mảng của mình là array image.size, nghĩa là random kích thước của mảng. Ví dụ là 4 thì mình từ 0 tới 3, thì sau khi có kích thước thì mình random cái trong cái khoảng đó được cái biết vị trí. Vị trí chỉ là cái vị trí từ 0 tới 1, 2 hoặc 3. Cái trường hợp này mình sẽ lấy 1 tới 0, 2, 3 gì đó phần tử của cái mảng, mình gán cho cái màn hình của mình là lane layout. Ok ha. Bây giờ mình gọi lane layout vẫn là cái hình là set background resource, cái background à, thay vì truyền mã rrobo thì rrobo tên hình đang nằm trong phần tử của cái mảng array image, mình gọi nó array image và lấy ra một phần tử bất kỳ get theo index là cái biến vị trí của mình. Nào, ok ha. Bây giờ mình sẽ run thử. Và nhớ XML của mình thì không có gán gì hết ha, không có background. Bây giờ muốn run trong code, mỗi lần run lên nó chạy qua cái hàm random nè, random một cái vị trí phần tử theo kích thước của mảng, rồi mình get ra, mình gán cho hình nền. Rồi mình xem ha. Đấy, vừa run lên nó gán cái hình này. Bây giờ mình sẽ run lại, nhớ cái hình hình này màu cam này ha. Rồi hình màu xanh. Run khoảng 3 4 lần để mình xem. Nó là hiện tại là ngẫu nhiên ha, mình cho nó mặc định nó không chạy sao nó chạy, mình không có can thiệp vào cái số lần. Rồi quay lại. Nhớ có 4 tấm thôi. Ở đây mình sẽ tạo cảm giác cho cái app mình nó mới hơn một chút, thay vì mỗi lần run lên nó chỉ đúng có cái hình đó. Mình có thể để số lượng tấm tùy những cái tấm nào mà nó phù hợp với cái app mình ha, để phù hợp về phần giao diện nó luôn. Mình chú ý cái đó. Để nhiều khi mình thiết kế giao diện một chữ như vậy á, bạn để background nó không hợp thì nó lại xấu cái ứng dụng. Đấy, nó trùng hơi nhiều ha. Đây, nó ra cái khác rồi nè. Đó là cái phần tạo một cái background cho ứng dụng một cách ngẫu nhiên. Và mỗi lần run lên, tạo giác cái app cho nó sinh động hơn, nó đẹp thêm, nhưng nó thay đổi một tí. À, cái đó là phần mình tạo hình nền ngẫu nhiên. Và chú ý là cách mình đưa hình vào trong mảng và lấy một phần tử bất kỳ trong mảng ngẫu nhiên thì làm sao random kích thước cái mảng, rồi lấy get ra theo biến vị trí cái index thứ mấy trong mảng của mình. Thì tương tự bạn có thể tạo một ứng dụng ví dụ random hình ảnh trong cái mục view, mỗi lần click nó chuyển cái hình ảnh khác được ha. Cái đó làm cho nó sinh động hơn. Với image view hoặc là background thì nó tương tự với nhau, bạn thử thêm image view để làm cái ứng dụng kiểu như vậy ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.